rồi đàn bà như bà hết thuốc chữa rồi. Đàn bà con gái mà nhộ nhận bê tha đã thế là còn dạ mồm, hàng xóm mà tao chửi vào mặt tôi đây này. Thì đúng nổi tiếng tố của em đây. Mà sao em mua nhiều thế? Ngực thì to như hai trái dừa, cứ đòi mua nữa. Có cái này thì em mới đẹp như vậy đó. Là thế hả? Muốn ăn như vậy. Thôi, 2021 anh phải về thu xếp công việc nhỉ? Thằng Lọt nhà muốn sắp về rồi. Tết nhất đến nơi rồi anh không ở nhà gì đâu. Thôi để qua Tết thì chúng mình đi du lịch nhé. Không có anh em sẽ buồn lắm luôn á. Thời gian có mấy ngày Tết à, rồi mình lại gặp nhau. Đẹp. Đâu vậy? Anh đi thu xếp ít công việc giờ mới xong. Anh phải để ý chữ tắm nhiều vào. Đợt này em thấy bà tụ tập ăn nhậu hơi bị kinh. Chú có nhầm không? Bà Tám nhà tôi có nhậu nhọt bao giờ đâu. Ngày hôm qua em thấy rõ ràng bà Tám say xỉn, nguyên một đám bê vào nhà. Em nói điêu anh làm cái gì? Kiếm chuyện với tôi hoài vậy. Cái loại đàn bà như bà hết thuốc chữa rồi. Đàn bà con gái mà nhộ nhận bê tha đã thế là còn dạ mồm, hàng xóm mà tao chửi vào mặt tôi đây này. Ông tự hỏi bản thân mình xem, bao nhiêu năm qua tôi sống với ông chứ một lần được ông dắt đi du lịch. Ngay cả cái việc gặp gỡ anh em bạn bè lại càng không. Tôi như chiếc bóng sống vô hình bên cuộc đời ông vậy, toàn tâm toàn ý lo cho cái gia đình này. Tôi sống hết lòng với dạ là đàn bà thì đấy là trách nhiệm của con đàn bà. Tôi cũng là con người, cái việc tôi gặp gỡ bạn bè là sai hay sao? Chơi với ai, làm cái gì ông đều ngăn cấm. Phải còn ông thì sao? Ông quản lý tôi, bóp nghẹt cảm xúc của tôi bao nhiêu năm qua. Tôi sống như thế, ông nói tôi sai. Mày phải đi rút nhiều, bảo vệ gia đình và lấy của mình ngoài với bạn đúng hay sao? Đã đắt nét lại còn... Già mồm. Tám à, tức là đàn ông thì đừng đụng tay đụng chân với phụ nữ. Hèn lắm. À, thì ra là người ta bùng giam giữ với ai là không hề sai. Cái loại đàn bà hư thân mất đấy. Tôi không bao giờ về cái nhà này nữa.
Nguyễn. Ủa anh Lạc về nghỉ Tết rồi hả? Ừ, em đi đâu đây? Ông vắng không? Em nghe nói anh Lạc lên chức tổ trưởng á, lương cao lắm không? Cũng ổn định thôi. À mà hôm nay em không đi làm à? Công ty em hết hàng nghỉ Tết sớm rồi. Cơ mà có lúc á, anh đi vắng á, ở nhà xảy ra hơn nhiều chuyện luôn á. Chuyện gì em? Gửi cho anh coi rồi anh lo lắng. Anh chạy về, bác tá phải lại chỉnh cho. Không có chuyện gì hết, em nói chuyện nhẹ em thôi, đi về đi anh. Thôi về đến nhà rồi, anh có bác tám đi, chắc bác trông anh lắm á, em đi về đây. À, Nguyệt, lấy có quà cho em. Thấy dễ thương, anh ngồi cho em này. Còn cái này nữa. Anh về nha, hôm nay anh dẫn đi trả sữa. Ủa mình đâu thích con này đâu, mình thích búp bê Annabelle mà. Mẹ, con về rồi hả? Con về lâu chưa? Dạ con mới về. Con heo trên phòng của con sao bể nát hết trơn rồi, qua lên phòng con không? Chết rồi, chắc là do nhà mình có ăn trộm rồi con ơi. Tiền con để dành mua đồ Tết cho mẹ, giờ lại như vậy. Thôi, coi như của đi thay người con ạ. À mà ba đâu rồi mẹ? Từ lúc con về không thấy ba. Ba con năm nay vào cho công ty tăng ca rồi. Công ty mới báo nhiều việc quá, nên là năm nay chỉ có hai mẹ con mình ở nhà ăn Tết thôi con. Dạ. Mà sao mắt mẹ sưng vậy? Đâu có đâu, mẹ đâu có sưng đâu. Thôi, con đi tắm rửa thay đồ đi, để mẹ nấu cho con món canh chua con thích nhá. Đây, nhá con nhá.